Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay mùng 6 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đầu tư công sửa đổi. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là cần bổ sung các quy định nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian triển khai thực hiện dự án, nhất là thời gian thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư dự án công. Bên cạnh những quy định mới trong dự thảo luật đầu tư công sửa đổi giúp tháo gỡ các bất cập vướng mắc trong việc triển khai các dự án, một số đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm các quy định giúp rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình thủ tục thực hiện đầu tư dự án công. Tính trung bình, thời gian thực hiện đầy đủ các thủ tục tùy theo dự án nhóm A, B hay C sẽ kéo dài từ khoảng 250 ngày đến 350 ngày mới khởi công xây dựng, thì sẽ khó hiện trong việc giải ngân vốn đầu tư công của năm đó. Vì vậy, tôi đề nghị dự thảo luật cần nghiên cứu bổ sung quy định thời gian ở các bước lập thủ tục và phê duyệt của các cơ quan. Liên quan đến quy định phân cấp thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do cấp mình quản lý, nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc xem xét lại để bảo đảm yêu cầu về giám sát và kiểm soát quyền lực, tránh xảy ra tình trạng cơ chế xin cho. Chúng tôi cho rằng việc quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư thì nên cho hai cơ quan khác nhau thực hiện để đảm bảo tính giám sát và tính kiểm soát quyền lực. Hội đồng nhân dân là cái cơ quan quyết định về ngân sách, cơ quan quyền lực nhà nước và thực hiện quyền giám sát. Nên việc hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư, sau đó chủ tịch ủy ban nhân dân quyết định đầu tư, một cái quy trình rất là chặt chẽ. Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần ra soát lại các quy định về gia hạn thời gian bố trí vốn đối với các nhóm dự án để phù hợp với thực tiễn từng dự án và bảo đảm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.